Dạ, con xin kính chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì con cũng đang có mặt tại vườn của anh Chọn tại xã Mỹ Thạnh Trung của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long quý cô chú. Hôm nay thì anh Chọn lên hai clip cuối năm phục vụ cho tất cả quý cô chú. Thì rất mong quý cô chú yêu mến và ủng hộ cho anh. Giống như trước đây thì cây của anh Chọn thì lúc nào cũng có sự khác biệt hay quý cô chú, cũng có sự chọn lọc. Mặc dù một số cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là có nét của cô chú, rất là dễ chơi nữa. Đó, thì cũng đa dạng phong phú trong một clip, thì rất mong quý cô chú xem và ủng hộ cho anh ha. Rồi con mời quý cô chú cùng gặp lại anh Chọn. Dạ em chào anh Chọn ơi. Kính chào chú bác anh em đang xem kênh Bonsai tỉnh miền Tây. Hôm nay em cũng có sưu tầm một mớ cây quái, cây mini để phục vụ cho anh em mình chơi Tết. Cũng rất mong được sự ủng hộ của chú bác anh em, cũng giống như những lúc trước. Xin chân Dạ thành cảm ơn. rồi, nhắc số điện thoại giúp em cái luôn. Số điện thoại của em là 0795 446 979, Dạ số Zalo và Facebook luôn. rồi Dạ, cũng rồi không để mất thời gian, xin vô cây số 1 là cây Kiều Hùng á. dạ số 1 là một cây kiều hùng. Cây Hùng này thì già dữ lắm rồi. Cây này là cây cũng như thành phẩm mà anh ha. Cây này thành phẩm được 80-90% rồi. Giờ Dạ chỉ anh em mà chỉ cắt giật chỉ điểm dây cho nhẹ là nó thành phẩm rồi. dạ Cây này thượng chậu lâu lắm rồi. cây này có Đấy, cái rễ nó ra trắng đít chừng rồi có cái cành rớt anh ha, có cành rớt, nè. Cành phóng cành đẹp lắm. phóng đây. Rồi đó giúp em luôn, rộng thì cong lắc hết quý cô chú, nhìn cũng khá là duyên luôn. Cây này có quanh thân là 25. Dạ quanh thân 25 anh ha. Làm to tuốt ở trên đó. Cũ đặt nó. Cũ đặt nó là 35. Dạ 35. Rồi. Đây. Một thân một cốt anh ha. Không một thân sạch liên lắm. lạc, thân sạch. Chiều cao là 75. Dạ. Cái tán dài rộng này được nhiêu đây? Tán ngang là 79. Dạ rồi. Tán rộng nó là 50. 50. Đây. Cái mặt cắt gọn nó còn chút xíu luôn anh ha, hay kéo đây, kéo cho bằng nhiều. còn còn cái bằng cái ngón tay mình Cái nè. đầu ngón tay mình ha. Rồi. Rồi. Cây này thì mới ra đọt bông rồi em con lại nó mới ra đọt non nè, đọt non này già lại là ra bông tiếp tục, nó bông là quanh năm luôn. Dạ. Giá sao đây anh chọn? Rồi cây cự hùng mã số 1 này em cho lưu với anh em là giá 2 triệu tư. Bao ship toàn quốc không có chậu nha anh em. Không chậu, cái này thì cũng đóng cái kiện sắt cho quý cô chú luôn hả? Này cũng đóng khung sắt rồi, khung sắt Dạ để bảo vệ nó tránh bị gãy cành, với cây này cũng gần thành phẩm rồi, cây này ra dây rồi nha quý cô chú. không còn một dây nào chứ. Dạ quý Rồi chú, nhắc lại mình không thích cái dáng này, có thể cắt bỏ cái cành số 1 rồi luôn, chơi lại cái dáng cây văn nhân luôn anh ha. Đánh chơi cái về dáng phong cao tàn gớt cũng được, tàn gớt đó kéo nó xuống anh ha, kéo xuống xíu à. Kéo xuống xíu, bỏ luôn cái nhánh bên này cũng 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 được luôn quý chú. Đó là rồi cây một của Hùng cách Mãi chơi Một cũng khác. nhắc lại là giá 2 triệu tư bao ship toàn quốc không chậu. Dạ 2,4 triệu. Dạ rồi tiếp tục luôn anh ha, một số cây mini quái, một số cây khác nữa quý chú. Tiếp tục mã hai là có cái tiểu cảnh. Rồi lúc nào anh cũng có một cái vài cái tiểu cảnh phong phú cho mình lựa chọn. Tiểu cảnh này để mới làm xong em, Mới làm xong luôn anh ha. làm xong có mấy bữa à. Dạ Tiểu cảnh này, những cái cây trên đây, những cái đồ vật trên đây thì nó cũng không có giá trị gì, chỉ mấy chục ngàn thôi, như cái nhà là mấy chục ngàn thôi, dạ nhưng mà rất ý nghĩa và làm cực công dữ lắm. Ở đây có cái dòng sông, có ngôi nhà, Tiểu có cảnh này mô phỏng cái tiểu cảnh ở dưới quê miền Tây mình nè. rồi rồi cái gió là dở lên được đúng không anh? Có dở được đây, có lưới đàng hoàng luôn. Có lưới luôn ha. Dòng sông anh em có thể là thả cá bảy màu vô nuôi được nè, nó sâu khoảng cỡ lóng tay mình nước. Dạ Đây có rồi cây gôm, cây rơm, con trâu, cái lu luôn, có sàn nước, lu sàn xa nước. xa có cầu tre luôn nè. Có thêm bèo đó hả? Bèo Mấy này là bèo luôn, này là bèo thả vô cái tượng trưng, khóm cái bụi này là tượng trưng cho một cái cây to ha, bụi này tượng trưng bụi tre, bụi tre trúc luôn ha. con trâu dưới bụi tre già, bên cạnh có cây gôm. Cái lá nó vàng vàng cũng hợp với cái tiểu cảnh này luôn rồi chú. Trâu rút gôm mà chấm một lỗ rồi Vậy đó hả? Cây gôm này là bằng cái gì anh? Gôm này bằng cái khúc cây em đẽo, em lấy cưa cho nó sừ sừ lên vậy nè. Dạ rồi
rất là độc đáo, thấy không chú? À, theo anh nói là nó không có nhiều tiền nhưng mà nó làm rất là công phu, cực công. Cái cảnh này có cái đường kính của cái dĩa này nó 38. Dạ rồi, ở đây có cây linh sam. Chiều cao dĩa này thì bằng khoảng tới 3 phân rồi. Dạ, cây sam bonsai phía sau cái ngôi nhà tượng trưng cho một cái cây anh ha, cây to. Tượng trưng cho cái cây cổ thụ nằm ở sau nhà. Dạ. Rồi giá sao đây anh, cái tiểu cảnh này? Rồi tiểu cảnh mã số 2 này em giao lưu với anh em là 1.400.000, em bao ship toàn quốc. Dạ, 1.400.000 của cô chú ơi. Cái này là mình mua cái một cái công của anh làm phối sáng tạo, nhìn nó rất là sống động, hay của cô chú. Gợi nhớ quê hương anh ha, nhớ nhà. Mấy cái nhỏ nhỏ này là em lấy cộng như lưới bể mưa em đập cho em làm nè. Dạ. Bởi vì công nó nhiều lắm, mấy ngày trời mới gọi một cái. Cái này là mình mới cho nên là cái rong rêu này nó phải xanh nữa mới đẹp nữa anh ha. Mới đắp cho nó hơi bị bầm dập nè. Vậy anh em mình xịt nước xương xương ngàn lần là khoảng tuần lễ nãy xanh lên đẹp lắm. Xanh ôm lên ha, nhìn mới đẹp hơn nữa. Dạ rồi, 1.400.000 của cô chú ơi. Chuyển xuống cái số 2. Cô chú ủng hộ cho anh chọn heo của cô chú. Số điện thoại còn để trên màn hình. À, cô chú yêu mến kênh xin mời đăng ký. Số 3, số 3 là có một cây me. Cây me dán đổ. Cây này em nuôi cũng được thời gian, cũng tay cạnh có sẵn hết trơn rồi. Dạ, một cây me có dán tầng tán hết trơn rồi nè. Đây nè, dán đổ mà nó ôm chậu luôn anh hả? Đổ treo sát chậu luôn, rất là đẹp. Rồi, đổ treo ôm chậu luôn quý cô chú. Mà nó có cái thân đường thân lắc lượng này uống từ nhỏ là lâu dữ lắm rồi. Đường thân lắc rất là quái anh ha. Rồi, đổ cho có co này ngặt dữ lắm nè, lên đây nó cụp xuống ngặt. Dây thì mới một nước dây thôi ha. Mới một nước dây à. Cái me này có quành thân là 24. 24, rồi. Vừa đổ mình tính thân chính rồi ha. Tính là dạ. Thân chính rồi. Tính nó là 49. Dạ rồi. Rồi giá sao đây anh chọn? Rồi cái me mã số 3 này em lưu giá là 700.000. Bao ship toàn quốc không có cái chậu này nè. 700 thôi anh ha, không chậu anh ha. Cái chậu nứt rồi nè, chậu nứt em kiền lum cho nè. Me đổ rất quái của chú, còn nếu mà muốn lấy chậu đóng khung thì ảnh thêm tiền cho anh ha. Mình nghe nói lấy chậu thì thêm em vài chục ngàn tiền ship, mà cái chậu này nó nứt rồi em cũng chỉ là nếu lấy thì em tặng cho anh em cái chậu luôn. Dạ. Nứt tặng luôn. Chị em lum cho nè. Rồi, mình phụ tiền ship với cô chú ơi, tiền đóng kiện. Thì me mã số 3 700.000. Dạ. Bao ship toàn quốc. Dạ rồi, đổi anh ơi. Me đổ rất đẹp với cô chú, đổ mà thân quái, rất quái luôn. Cái số 4 là có một cây cao Đài Loan. Bữa nay mình tới cao luôn hả? Cao Đài Loan này anh em về thay cái chậu để bàn chân Tết là đẹp lắm. Cụm gừng luôn ha, nguyên cụm một sâm xê, cụm sâm xê luôn. Cái thân nó thì bằng ngón tay cái đến ngón chân cái mình. Dạ. Chiều cao được anh ha, đổi đo thân đi ha, vậy thôi. Chiều cao nó là 45. Dạ. Tôi thử nguyên cụm này có nó nhiêu. Nó lên nhìn bắt mắt lắm luôn chú. Cụm này nó 37. Dạ. Thay cái chậu đẹp đẹp để chân là hay lắm luôn. Cao thay chậu đẹp để bạn làm việc hay để bạn giữa chơi Tết cũng đẹp á. Dạ rồi, nhiêu đây anh? Cao mã số 4 này giao lưu giá là 600.000, bao ship toàn quốc kể cả cái chậu luôn. Số 4 anh ha. Số 4. Rồi. 600.000. Dạ tiếp theo luôn. Số 5 có một cây kim quýt. Một cây quýt này quýt là kim quýt Thái siêu trái nè. Dạ. Kim quýt Thái. Cái phần ngọn này là kim quýt Thái siêu trái nè. Tức là mình ghép anh ha, mình ghép. Phần gốc này em cũng ngờ ngợ nó là như là cây gin bị không thấy dấu ghép nè. Mình ngờ nó cây gin á. Nhưng mà em báo đây, em báo cái cây gốc cây ghép đi, cho chắc ăn đi. Dạ. Nhưng mà ghép thì nếu mà cây này mà ghép thì ghép cũng lâu lắm lâu rồi anh ha. Lâu lắm rồi. Nó mới ra này. Nhìn thì không thấy cái mắt ghép anh ha. Cây gin thì nó giá trị hơn. Rồi một cái dáng bay, siêu siêu bay bay mà bay lắc. Cây này có cái khuyết điểm là có cái đường lỗ này anh em. Lỗ mà nó sành nó quá đá hết trơn nè. Dạ. Đây có mặt cắt đang kéo thẹo nè. Rồi. Bên đây cũng có một vết lũa từ đây lên tới đây nè. Cái gỗ của cây quýt thì nó rất là cứng. Cây quýt thì lũa thì nó không mục được, bị gỗ nó cứng dữ lắm.
Dạ, rồi đo luôn anh ơi. Đang có bông có trái ngắt rồi. Rồi, cái kim quýt Thái này thì trái nó siêu trái luôn đúng không? Trái siêu rất nhiều. Trái về 4 mùa luôn. Chiều cao nó là 45. Dạ. Tán ngang nó 52. Lá thì nó nhỏ hơn cái quýt mình. Đo hoành cũ này nó 29, dạ. Trừ hao dây nhôm này tính 27 thôi. 27. Rồi, có cái cọng rễ quái anh ha. Cọng rễ quái đây. Rồi quay quay giúp em vòng. À, kim quýt này cái hoa nó thơm như là nguyệt quế vậy nha quý cô chú. Hoa nó thơm lắm. Này là Tết về anh em mình trái nó ra bằng đầu đũa là vừa chơi Tết luôn à. Dạ. Dạ rồi, giá rồi. Sao đây anh ơi? Kim quýt mã số 5 này mới lưu giá là 1,8 triệu, bao trước toàn quốc không chậu. Cái chi tay ở trên này thì nó hoàn chỉnh hết trơn phải không anh? Đây. Chi tay ở trên là hoàn chỉnh hết rồi. Dạ. Tháo nhôm được rồi. Dạ rồi, đang cho bông cho trái luôn quý cô chú. Mã số 5 nhắc lại là cây kim quýt giá 1,8 triệu, không có chậu, bao ship toàn quốc. Cây này cũng có thể phố tiểu cảnh chơi cũng hay anh ha. Cái dáng này theo mình trồng nghiêng nghiêng gì làm tiểu cảnh là rất đẹp đấy. Dạ. Rồi đổi luôn anh ơi, giá 1,8 triệu, mã số số 5. Số 6. Số 6 có một cây gừa ôm đá từ nhỏ. Rồi, nói chung là bây giờ mình nắm đi đâu thì nó đi đó thôi ha. Cây gừa. Cái gừa này cây gừa trồng từ hộp từ nhỏ. Yeah. Ôm chặt cục đá luôn nè. Quá đẹp luôn cô chú. Ôm trồng vô cục đá luôn anh ha. Không còn dây nhôm luôn. Rồi. Cái này chỉ đôi hoàn hảo thôi, cây này cũng nhỏ, hoành thân nó bằng ngón chân cái mình thôi. Dạ. Còn cái tán dài nó là 39. Cây gừa. Chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng gan. Cây gừa này kêu bằng cây si búp búp hồng đó ha, đúng không anh? Cái gừa này không biết kêu bằng cái gừa gì nữa, bị lá nhỏ nhỏ xíu không biết nữa. Dạ. Gừa bông nhưng không gành này, cái dòng gừa này nữa. Rồi mình tạm gọi cây gừa đi ha. Đo đo cái hoành cái cục này giúp em luôn. Đo hoành nguyên cục đá, nguyên cục đá này luôn. 39. 39 ha. Rồi. Rồi anh trừ heo 40 đó chú, trừ còn 39 thôi. Rồi, nói chung là cây cái này liên lạc. Nó ôm cục đá gì đỏ đỏ, không biết đá gì nữa chứ không phải là đá xanh. Dạ. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cái gừa mã số 6 này vô lưu. Giá là 1,4 triệu, em bao ship toàn quốc. Dạ, cây này đẹp lắm quý cô chú. Mình nắm cái cây không khỏi cần bưng chậu cũng được anh ha. Chậu rồi nè. Vậy thôi cô chú. Nắm lật qua lật lại luyện đi nó cũng không gớt nữa. Mã số 6. Rồi. Số 6. Số 7 cũng có một cây trà Phúc Kiến hay gọi là bùm sụm. Rồi, bùm sụm trà Phúc Kiến. Cây này cũng già cây dữ lắm anh ạ. Già cây nó có đường lũa ngày thật rất là đẹp nha anh em. Rồi nó đây. Nó lũa nó luồn bọng vô thân. Lũa từ đây xuống đây, bọng vô thân bọng luôn. Bọng thân qua tới đây luôn. Nó qua tới bên đây cái nó mới chỗ ra. Đây. Giống như cái hang động vậy anh ha. Đây cọng rễ này tự nhiên nó tét ra nó cũng lũa luôn, nó ra ra thành hai cọng rễ luôn. Nghĩ là cọng này lần nó dính vô đây nè. Dạ. Sao mà tét ra giờ nó già nó lần lại luôn nè. Giống như cái đường hầm mà xuyên núi vậy chú. Để vô trong này luôn. Nè trái. Đang có trái chín nè. Trái chín, trái xanh. Trái này ăn được nha anh em. Dạ. Ăn chua chua ngọt ngọt đúng không anh? Nhỏ là thích ăn lắm, ngọt ngọt, giống như là siri vậy. Rồi. Đo giúp em luôn. Cây này già cây lắm. Có chiều cao là 38. Dạ. Cái ngang cũng 38 luôn. Dạ rồi. Cho thử hoành thân này. 12. Rồi, 12 anh ha. Cái cọng đó là kêu bằng cọng rễ cũng được đi ha. Thân là rễ luôn. Rồi, dáng rồi, cũng khá độc đáo. Số 7. Dạ giá sao đây? Số 7 này em vô lưu với giá là 700 ngàn. Bao ship toàn quốc, không có chậu. Không chậu, dạ. Về thay cái chậu đẹp theo ý mình. Chậu này xuống nứt rồi nè. À, cái tàn, cái tay nó tròn xe rồi. Trái xanh, trái chín trên này nè quý chú. Cây thì khỏe lắm nha quý chú. Này trái chín có rồi, già có rồi, mới ra có nè. Dạ. Nhiều trái lắm. Rồi 700 rồi. Ngàn thôi quý chú. 700 ngàn bao ship toàn quốc không bao có chậu. Toàn quốc mã luôn. Số 7. Trà Phúc Kiến một cây già. Cái số 8 là có một cây cốc. Rồi tới cây cốc nữa anh hả? Cốc này cốc gì đây? Một cốc thôi, Thái. Cốc Thái. Cốc Thái thì trái bằng chân cái mà nè. Mình cắt lại cái như cái phôi rồi ha. Đó. Cây này tại hổm đem về đi chạy trời gió quá trời lá nó te tua về cái em lãi lá bỏ luôn.
Rồi này, khi về tới anh em mình là mấy tược non này thấy ra lá khác rồi tốt lắm. Cây thường chậu chứ không phải là mới vô. Dạ. Có trái rồi chứ anh? Có chứ, có cái... trái thì nó dễ trái lắm đúng không? Tay là nó đã có trái rồi. Rồi. Rồi cái này 400 ngàn hả? 400 ngàn bao ship toàn quốc không có chậu. Dạ. Rồi quanh thân được 10. Thân nó 12. 12. Rồi. Nó thử quần cũ nữa. Cũ được. Này giống như là con gì nó ngồi vậy đẹp á. 32. Dạ. Chiều cao đo tới thân chính hả? 36. Dạ rồi. Ở đây. Rồi. Rồi cây cốc thái mã số 8 này em vô lưu giá là 400 ngàn. Bao chiếc toàn quốc không có chậu. Dạ rồi, 400. Rồi, đổi luôn đi anh này. Rồi, tiếp tục. Số 9 là có một cây linh sam sống hình lá chung. Được không anh? À, để cho nó được không? Được, được. Rồi, sống hình lá chung. Cây này, hàng này, hàng cũng có tuổi chứ, hàng công nghiệp mới lên nha anh em. Chân cành nó bằng tay cái, chân cái mình hết trơn rồi. Đây. Đâu đâu anh dừng cho em coi ha. Đây, đây. Tiền nó mấy đây. Dạ. Cây thì cũng già cây anh ha. Già lắm rồi, lên móc mây quá trơn. Anh em coi cái chân cành nó bằng tay cái nha mấy trơn. Dạ rồi. À, một số điểm là mình tháo dây hết rồi ha. Còn chỉ còn một cái nhánh này còn một hai cọng dây thôi ha. Còn có cái ngọn à. Dạ. Này giờ anh em mình điểm thêm nước dây nó thành phẩm rồi. Dạ rồi. Rồi quay ngay chiều ngang đo giúp em thôi. Đúng rồi. Cây này có tổng tán ngang là tính 89 đi. Dạ, 89. Tán rộng. Rộng nó 50. Chiều cao nó 39. Dạ. Cái thân này được nhiêu đây? Rồi cái này nó hơi ép sát chậu để anh lòn cái thước anh đo cho mình cái nha quý cô chú. Chịu khó đợi giúp con ha. Nó sát quá anh hả? Bình thân nó 36. 36 quý cô chú ơi. Rồi ngang, 36. Ngang đây ha, vậy là 36. Rồi sẵn cái thước đó luôn, đo xuống đây luôn anh. Rồi mình chèn đúng rồi. Mình đế hả? Nếu mình đo vô đế vậy thì nó là 56 luôn. 56, 57. Dạ. Rồi, bộ đế thì nó chảy ra vậy đó ha. Cây này dài dữ lắm rồi. Vậy anh em mình có thể cây này làm tiểu cảnh được nè. Rồi. Dạ giá sao đây anh? Rồi cây sao mã số 9 em giao lưu giá là 3.4 triệu bao ship toàn quốc, kể cả cái chậu này luôn. Rồi luôn cái chậu này ha. Luôn cái chậu gớm này. Nói trước là vụ đi nó dọc đường nó nứt cái chậu thì em sẽ đền lại cái chậu là bớt lại trị giá 200 ngàn. Dạ rồi. Bị đốt gài hàng quá đi Tết thì cũng nhiều á. Nhiều khi nó ép thì nó bị nứt không chừng. Dạ. Rồi mã số 9. Mã số 9 3.4 triệu bao ship toàn quốc kể cả chậu luôn. Dạ. Cây này cũng đẹp lắm quý chú, già cây. Rồi tiếp tục luôn. Số 10 là có một cây me. Rồi cây me. Me này cũng nhỏ thôi mà nó cũng là già lắm rồi. Me này me chua mình anh ha. Me này đọt xanh ha. Me này me chua. Dạ. Có gọn chữ C rất là đẹp. Củ đế thì đẹp lắm. Nhỏ nhưng mà củ đế quái nha. Ruộng vô đây ha anh. Đây. Cái ngọn nó bằng ngón tay út mình rồi nè. Dạ. Không có mặt cắt luôn hả? Cắt nó ở đây thì nó cũng lạnh này, không lạnh nè. Mà cắt dấu khéo ha. Nằm dạ dưới luôn chú. Cây này nằm dạ dưới mình nhìn ở ngoài mình không thấy cô chú. Quần thân nó là 12. Dạ. Cao nó là 39. Dạ rồi. Tăng ngang nó là 30. Rồi giá sao đây? Cây me mã số 10 nằm vô lưu giá là 600 ngàn. Dạ. Bao ship toàn quốc không chậu. 600 cô chú ơi. Có cái bộ rễ rất là quái nè. Cuộn cuộn rồi nha. Trên thì có hai nhánh rồi. 600 ngàn. 600. Giờ tiếp tục luôn. 11 là có một cây kim quýt.
Quýt này là cây quýt mình đúng không anh? Quýt này là cây quýt mình. Trồng ở trong cái hộp bánh luôn. Cây này nằm trong cái chậu xi măng nó bể rồi mới nhổ ra bỏ lại qua đây mà lá hơi vàng vàng. Dạ. Yeah. Cái tàn này thì trồng xe cho anh ha, như cái tán dù á anh ha, tán dù trồng xe. Cây quýt này thì nó cũng có khuyết điểm là nó hư cọng rễ đây nè. Bên đây thì nó cũng lũa rồi. Dạ. Lũa qua tấm đây luôn, mình sống chỉ miếng da nè. Rồi, sống chỉ miếng da cái ngọn trên này thôi, cái ngọn thì liền lạc anh ha. Ngọn liền lạc. Này thì liền lành nguyên. Này nay mà chơi tàn với chơi trái được rồi. Bởi dạ. Em vô lưu chỉ giá 550 thôi. 550. Cái tàn đẹp lắm, trồng tàn nuôi cây quýt, nuôi tàn cỡ này thì lâu. Tàn ấm ảnh rồi. Mịn tròn. Mình chơi lũa luôn. Cũng đẹp. Cao nó là 44. Đo đo thử thôi, tham khảo vậy thôi. Quỳnh thân 25. Dạ. Cái ngọn này thì bằng ngón tay cái mình nè. Dạ rồi. Giá là cây mã 11. 550 anh ha. 550 bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Cái mã 12 là có một cái phôi giấy Mỹ. Giấy Mỹ. Rồi. Cây này trong chậu mới rút ra. Cây này cũng nhỏ thôi, cái thân thì đo luôn cái thân. Đây nè quý chú, vậy thôi. Thân nó 13. Dạ, 13. À, đặc biệt thì nó có cái bộ này đó. Chiều cao nó 75. Rồi, cao 75, thân 13. Cây này nhỏ mà nó già có tuổi lắm rồi. Rồi, để em dịnh cho anh đo cái vành này giúp cho cô chú xem nguyên cái cục đế này là nhiêu đây. Quỳnh đế này nó là 89. Rồi chiều cao của bộ đế này luôn anh ơi. Cao nó là 24. Dạ. Rồi 24. Rồi thân lắc lượng chân cành có sẵn. Đây, không một mộ gì hết trơn. Không một không gì hết. Rồi rồi, một cành hai cành thông ngọn thân lắc rất là đẹp. Rồi giá sao đây anh ơi? Rồi, cây mã 12 này em vô lưu giá là 900.000, bao ship toàn quốc luôn. 900 anh ha. Mình trồng thì tùy theo quý cô chú thích ha, trồng có thể dán siêu ha. À, dán thẳng cũng được. Trồng đứng cũng được, siêu cũng được. Khi đi thì em bó bầu lại đàng hoàng em mới gửi. Rồi mã 12. Rồi, 900 quý cô chú ơi. Nguyên một cục đế nó cuộn lại vậy đó. 13 cũng là một cây kim quýt. Dạ, kim quýt này khá là quái anh hả? Liễu rủ hả? Liễu rủ lũa. Liễu rủ cành rơi. 13. 13. Cây này thì cái thân nó lũa từ nay dài tới đây luôn à. Liễu rủ cành rơi mà lũa luôn. À, già cũng khủng khiếp lắm mà. Già khủng khiếp luôn. Cây này cũng thần chậu mới sang chậu nó nè. Rồi dừng vị trí này giúp em đi. Dạ đúng rồi. Rồi. Độc đáo heo chú, cái này chơi tiểu cảnh cũng hay nè quý chú. Chiều cao nó 44. Ngang từ bên đây qua tới ngọn bên kia. Nó 52. Cho nó nằm trên cái vách vậy hay cho nó dương mình xuống, nó rủ rủ xuống mặt nước, mặt hồ gì đó. Bình thân nó 12. Dạ. Đây. Chơi liễu rủ luôn, cái trên này thì hoàn chỉnh hết trơn anh hả? À, hoàn thiện hết. Cái này về chỉ dần ra được non mình cắt chơi thôi, không cần làm gì nữa. Dạ. Yeah. Rồi giá sao đây anh chọn? 13 này em vô lưu giá là 600.000, bao ship toàn quốc kể cả cái chậu này luôn. Chậu nhựa ha. Chậu này chậu nhựa. 600.000 thôi cô chú ơi, một cây rất là khác biệt luôn á. 600.000. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó rất là khác biệt luôn á. Rồi 4 là một cây cần thăng. Cây cần thăng cũng đệm được nước dây anh ha. Cây này cũng mới vô được nước dây rồi, cũng ấm ấm tàn rồi. Rồi dán cũng quái ha cô chú. À, giống như cái con gì nó ngồi cái nó ngóc lên cái đầu đây tiệm đây, ngồi cái nó ngoái đầu ra trở lại nè. Đúng rồi, đây cũng gọn gàng lắm. Gọn chữ C cao là 31. Ngang nó là 45. Cây này đẹp, cây này cái cành ba này mà mịn tàn nữa là cây này đẹp đó. Còn thằng này nuôi cũng mau đó.
Hoành thân nó là hoành thân đặt nó là 36. 36. Nó chiếc trên chút xíu. Dạ, thân trên nó luôn đi. 22. 22. Rồi. Rồi kèm thân mã số 14 này lưu giá là 850.000, bao ship toàn quốc không có dậu. Dạ. 850. 850 anh ha. 850 rồi. Liên lạc luôn, à, chỉ có mặt cắt ở trên này thôi. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Mã 15. Mã 15 là một cái mai chiếu thủy được ép vô cục đá này sẵn rồi. Ép cũng lâu lắm rồi. 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 Này giờ anh em mua cái dĩa giống vậy nè. Cái đổ nước vô thả cá bảy màu nuôi là chơi thôi chứ không còn làm nữa vậy. À, mình gắn cố định cái này vô cái dĩa lại anh ha. Gắn cố định luôn không hay là không không cần luôn hả? Để vậy luôn. Đổ nước vô thả cá vô thả mèo vô là chơi Tết thôi. Nếu không mình treo bóng đèn đây là thêm sinh động cái nữa. Rồi, rất là hay luôn hả cô chú. Cái này mình phối sẵn luôn anh hả? Vậy đó. Mình có chiều cao từ dưới chân cục đá lên tới đỉnh này là 35. Rồi. Cây này có tầng ngang này khoảng chừng 20 à. Dạ. 2 tấc à. Mình thân tận tay cái. Đổ treo buông bình xuống. Mình vô nguyên cái phiến đá nhìn thì, rất là đẹp. Mai chú thủy lá chung, cây này cũng dài lắm rồi, dâm nè. Dâm nó cũng lên san hô hết trơn rồi. Dạ. Dán đổ treo. Trên này thì mình đắp rêu rồi thêm anh ha. Đắp rêu thêm cho xanh đầu lên. Ở trên này nếu mà quý chú thích thì mình có thể trồng thêm vài cây mini, siêu mini nhỏ nhỏ ở đây nữa. Thì cái cục đá mã 15 này giao lưu giá là 600.000. Bao ship toàn quốc vừa cây vừa đá là không có cái dĩa này anh em. Rồi muốn có dĩa thì mình thêm tiền mua cái dĩa luôn ha. Đi đường của nó bể cái lỗ tiền ship luôn. Dạ. Dĩa 600 này, thôi chú ơi, nguyên cái bể này. Dĩa này thì cũng mấy chục ngàn cũng tiền ship cũng gần bằng cái dĩa vậy anh em mình tự mua dĩa chơi cho nó vừa ý mình ha. Dạ. Rồi 600.000. À, ảnh phối nhìn rất là đẹp của chú. Dạ tiếp tục luôn. 16 là một cây thiên tế. Rồi thiên tuế. Thiên tế gắn đổ treo. Dán đổ treo. Thiên tế thì nhiều quý cô chú nhưng mà mấy cái dán đổ này ít có thấy nè quý cô chú. Cây này cũng già cũng khiếp rồi. Rễ dạ. nó nứt cái chân rồi nè. À, thiên tế thì biểu tượng cho sự trường thọ hả quý cô chú. Cho sự trường thọ. Cây này em cắt lá mới cắt lá khi đi tới nơi là cái đọt này nó bung ra là chơi Tết là vừa luôn. Mày dán giống như là mẫu tử vậy. Dạ. Mẹ cổng nguyên bài con trên lưng nè. Đúng rồi. Mẹ cổng con luôn. Đi qua năm tháng luôn ha. Rồi cây này có hoành thân. Đổ treo đây. Thân là 38. Dạ. 38. Cái mình nữa như đây, chiều dài. Dạ anh tính cái mình không đi. Đúng rồi. Mình mẹ nó không là 22. Dạ. Cây độc đáo lắm quý chú ha. Rồi cây đăng tế mã 16 này em lưu giá là 600.000, bao ship toàn quốc là nguyên bộ chậu vừa cây vậy luôn. Dạ, 600 thôi quý cô chú ơi. Rất là đẹp. Vậy anh em mình chùi rửa chậu sạch lại là chơi thôi. Dạ. 600.000. 600. Cái này nó ra thêm vài cái lá non nó phúng ra nữa anh ha, nhìn cực kỳ luôn. 5-6 ngày nó lại ra lá non đẹp á. Nó phúng ra đẹp lắm quý chú. Lá non nó ra cái màu xanh của cái lá thiên tế non nhìn đẹp lắm. Tới 17 là một cây xanh lá nhỏ. Dạ. Dòng xanh này cũng hiếm lắm nha anh em. Lá nhỏ xanh lá nhỏ luôn. Xanh này lá nhỏ xíu luôn anh hả? Chưa anh cho em coi cái lá cái ha. Lá rất là nhỏ luôn. Nó nhỏ hơn cái lá của mai chiếu thủy luôn. Lá nhỏ vậy chứ không phải là đài nó mới nhỏ vậy đâu. Lá à, cái dòng lá nhỏ là nó vậy anh hả? Ừ. 17 đúng không? 7. Rồi mã 17. Một cây xanh lá nhỏ được trồng trong cái chậu ông tượng. Tượng này là tượng gì đây anh? Tượng ông gì đây? Cũng biết kêu ông gì nữa. Ông đang ngồi ngủ hả? Mơ màng. Đang xỉnh hay gì đó không biết. Rồi. Cây này thì hoành thân nó bằng ngón tay cái mà nè. Tượng men rạng hay quý chú? Đây men rạng. Chiều cao tính cái cây không là nó 36. Dạ. Nếu tính lượng tượng luôn thì nó 48, 47. Ông đang dựa vô cái cây ông ngủ ha.
Cái này em cho lưu rẻ cho anh em luôn là mã 17 là 550. 550 thôi. Mà cái tượng không đã mua, nhớ lúc trước nhớ là mua như là 350 cái tượng không rồi đó. Rồi. 550 bao ship toàn quốc, vừa cây vừa tượng luôn. Mã số 17. Vừa vô cây chút xíu là ngủ chút xíu là mất 550. Rồi. Một cây xanh lá nhỏ rất là đẹp nha quý chú, xanh lá nhỏ duyên dáng. Lá nhỏ xíu luôn, con này thì ôm lâu lắm rồi nè. Kể tới này. Cái 18 rồi. Là một cây người quế lá sắn. Quế lá sắn. Cây này có đường thân lắc lượng cũng đẹp lắm. Nói chung là cái dạ, này cây dữ lắm rồi. Mình mới lợp lại thôi anh ạ. À. Mới chơi bonsai lại. Mới bấm lại nhú tược non nhóc hết trơn nè. Dạ. Này để bàn rất đẹp của chú, ép chậu để bàn ha. Hai cái chậu đẹp để bàn ra bông thơm là bát ngát luôn. Cây này già cây lắm rồi, nhỏ nhưng mà nó già. Trên đoạn thân nó có những cái điểm gù, những cái điểm nu lên. Nhỏ nhưng mà nó già cây. Đúng tược nhóc hết trơn. Đế có luôn anh ha. Ép cái đế này gọn lại ha, cái vô cái chậu gọn cũng lại. Cũng nằm chậu đâu rồi đời nào ơi. Yeah. Rồi đo luôn anh ơi, rồi cho giá luôn, giá như đây thì hoành thân nó cỡ một cái mà nè 350. Thân 10 10 thôi, cao thì nó cỡ gan tay mình nè. Rồi hơn 2 tấc chút xíu. Ngay này cũng vậy. Dạ. Chỉ 350. 350 quý chú ơi. Luôn. Liền lạc cây nha quý chú, già cây ha, lợp 2-3 chi này thôi là chơi được quý chú. 18. Nó có sẵn định hình hết trơn rồi. 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 Đổi luôn anh ơi. Rồi. Mã 18. 18. Rồi 19 là cây gì đây? 19 em có một cây lại. Có thôi cây lại. Rồi một cây lại. Lại này anh thấy bông chưa? Bông kép, bông đơn hay là bông sao đây? Lại này ông chủ vườn nói bông kép là bông đâu nhiều cánh mà em chưa thấy bông cũng không có chắc nữa. Rồi nhưng mà nó rất là quái anh ha, cây này chơi bonsai đúng bài luôn. Lũa luôn ha. Cây này lũa. Có lũa một đây. Cái vách lũa đây. Ở đây nó sành cho nó kéo hai bên vô nè. À nó kéo hai bên đây. Cái lại này rất dễ sống, mình chặt nhánh mình cắm cũng sống nữa. Rồi. Cái này thì mới vũ rễ ép vô chậu này. Còn mà cắt trên đây thì nó kéo còn chút xíu ngón tay nó bít của chú ha. Cây nói chung là cũng có nhiều cái đặc điểm quái chơi. Này đo sao giờ? Cao với lại cái đây nè, chiều cao được chứ. Chiều ngang của bộ rễ này là được. Cao này là 17. Dạ. Đúng rồi. Ngang này tính là 19 rồi. Rồi vậy đi anh ơi. Mình thân cái này thì bằng cùng tay của mình, bằng cổ tay của mình. Thân là rễ đồ luôn quý chú, quái ha. Vô cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi luôn chậu luôn là nhiêu anh ơi? Lại mã 19 này luôn chậu luôn là em vô lưu giá là 500 ngàn. 500. Bao toàn quốc kể cả cái chậu này luôn. 500 thôi quý chú, cái cây lại mà nhiều cây con thấy nó cây trực thẳng không à, còn ít có cây nhỏ nhỏ mà quái kiểu này. Rất là độc đáo quý chú. Này về mình lợp dài ba cái chi anh ha, nên cái nó ra phúng bông cái trắng này, bông thơm. Này cũng thơm như là bông ma chú thủy vậy đó. Yeah. Rồi mã 19 rồi tiếp tục luôn anh ơi. Cây lại này là cũng mã cuối clip hôm nay. Rồi hai cây bên đây không có giao lưu hả? Okay, đó là clip sau đi. Rồi cuối clip cũng rất cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip, cũng rất mong sự ủng hộ của anh em giống như những lúc trước, em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi em muốn chào anh ha, chúc anh năm mới vui vẻ, được nhiều quý cô chú yêu mến ủng hộ. Con chân thành cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Quý cô chú yêu mến xin mời đăng ký kênh ủng hộ cho con ha quý cô chú. Con xin chân thành cảm ơn quý cô chú rất nhiều.